Ngày 3 tháng 12, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Vũ Đức Hoàng, sinh năm 1975, ngụ quận 7, Lê Văn Tuấn, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bến Tre, cùng hai người khác để điều tra nguyên nhân vụ đập phá quán nhậu ở phường Tân Quy. Nhóm nghi can trên bị bắt khi đang ăn uống tại quán karaoke ở tỉnh Kiên Giang. Thời điểm bị bắt giữ, Hoàng mang theo khẩu súng cùng 6 viên đạn. Tuấn giấu trong người khẩu súng cùng 8 viên đạn. Khám xét trong xe ô tô nhóm này, công an phát hiện thêm 4 cây mã tấu, 3 bịch ni lông nghi là ma túy. Bước đầu nhóm này khai nhận đập phá quán nhậu ở quận 7 vào tối ngày 28 tháng 11. Trưa ngày 29 tháng 11, nhóm này di chuyển ra tỉnh Kiên Giang để đòi nợ. Sau đó nhóm kéo tới quán karaoke ăn nhậu thì bị trinh sát bắt. Hiện công an đang truy xét các đối tượng còn lại. Như đã thông tin, tối ngày 28 tháng 11, nhiều thực khách đang ăn uống và coi đá bóng World Cup 2022 ở một quán nhậu trên đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thì có một nhóm khoảng 10 người cầm hung khí đến quán xông vào đập phá và dọa chém nhân viên của quán.